Mến chào các bạn đến với chương trình đọc truyện xưa Chúc các bạn có một buổi cơm chiều thật ngon và đầm ấm bên gia đình Hôm nay chương trình đọc truyện xưa xin mời các bạn nghe tiểu thuyết Gánh hàng hoa của Nhất Linh và Khải Hưng Đây là một tác phẩm văn học lãng mạn giai đoạn 1930-1945 của thế kỷ 20 ở Việt Nam Bây giờ xin mời các bạn cùng thưởng thức chương 1 Cũng như mọi lần, Nguyễn Minh đi qua vườn Bách Thảo để về trại hàng hoa, nhưng chiều hôm nay, tuy vẫn phong cảnh ấy mà Minh ngắm thấy xanh tốt, rực rỡ bội phần. Hoa xoàn tay, chàng trông thấy đỏ thắm hơn, hoa hoàng lan, chàng ngửi thấy thơm ngát hơn, những hoa sen trắng hồng nhấp nhô trên mặt nước, chàng tưởng tượng ra trăm nghìn nụ cười hàm tiểu thiên nhiên. Là vì lòng chàng phấn khởi sung sướng, chứa trang hy vọng, kỳ thi thử trong lớp để chọn học trò đi dự thi bằng thành chung, kết quả các bài của chàng đạt được 10 phần mỹ mãn, chàng chiếm hạng đầu trong các anh em bạn học chỉ còn hai tháng nữa minh sẽ tốt nghiệp ở trường sư phạm sẽ được bổ nhiệm giáo học để có thể kiếm cơm nuôi thân và nuôi vợ cái đời lam lũ khó nhọc của vợ mỗi lúc nghĩ đến minh lại lấy làm áy náy và xấu hổ không phải chàng cho rằng cái nghề bán hoa của vợ là hèn hạ vì nghề ấy vẫn là nghề của ông bà cha mẹ chàng khi xưa nhưng chính vì nhờ vào công việc của một người đàn bà mới có thể có tiền ăn học chàng lấy đó là một sự kiện đáng thẹn thùng đáng bị khinh bỉ vì thế ngày thi sắp tới đã đưa lại cho chàng những hy vọng trong trẻo về một tương lai tốt đẹp mắt mình bỗng vơ vẩn để tới mấy con khỉ nhốt trong chuồng Tuy ngày nào cũng bốn buổi chàng được trông thấy những trò đùa nhảy nhót của bầy thú nhanh nhẹn ấy, xong đi chơi lang thang một mình, tư tưởng cũng lang thang, không chú ý hẳn đến một sự việc gì, chàng ngẫu nhiên đứng lại tựa lan can, tò mò nhìn. Bên cạnh chàng, một thằng bé vào khoảng 10 tuổi, dắt một con bé chừng 7 tuổi cũng đứng xem, thỉnh thoảng nó lại lấy tay vẫy mấy con khỉ con, vừa cười vừa gọi bú dù, bú dù, như để những con vật làm trò cho em nó xem. Cái cảnh tượng tầm thường ấy, mình cho là rất cảm động vì nó nhắc tâm trí minh ôn lại thời kỳ thơ ấu của chàng. 10 năm về trước, khi chàng còn là một thằng bé chín mười tuổi, thì chiều nào chàng cũng tung tăng chạy nghịch với bầy bạn nhỏ ở khắp nơi trong vườn. Trong bọn ấy, bạn thân nhất của Minh là một đứa con gái 6-7 tuổi, tên là Liên, con một người láng giềng cùng theo nghề trồng và bán hoa như hầu hết các người trong làng hữu tiệp mà tục gọi là trại hàng hoa. Hai đứa bé láng giềng hình như trời đã phú cho những tính nét giống nhau để sau này cùng nhau chung hưởng hạnh phúc. Trong đám trẻ tinh nghịch, liễu láo, thô tục, Minh và Liên hiền lành dịu dàng khác hẳn, nhiều khi minh thấy chúng nó có tính ác nghiệt bắt nạt lẫn nhau đánh đấm lẫn nhau hoặc lấy gạch đá ném những con thú nhốt trong chuồng thì minh lấy làm khó chịu lắm sự công bằng ngay thẳng bao giờ cũng sẵn có ở trong óc trẻ nhất là khi sinh trưởng ở chốn bình dân chúng lại nhờ được di sản thông minh của cha mẹ sự yêu công bằng ấy đã có lần khiến mình vốn dĩ nhu mì mà đột nhiên trở nên can đảm mình quả quyết can thiệp để ngăn bạn bè không cho phạm đến những điều áp chế, ức hiếp, tàn nhẫn. Nhưng cũng vì thế mà bao phen Minh bị bọn kia túm lại đánh cho túi bụi, đứng trước sự đau đớn của bạn, liên chỉ bưng mặt khóc và kêu gào cầu cứu. Rồi khi lớn lên, minh được đi học vì kẻ trồng hoa nhờ trời cũng khá không những kiếm được đủ ăn tiêu rộng rãi mà lại còn có tiền nuôi cả con đi học một ngày học một biết rộng mình lấy làm sung sướng được đọc tới tên được trông thấy hình vẽ các hoa các cây trồng ở vườn mình chỉ phàn nàn một điều là liên vì phận gái cha mẹ không cho hưởng cái thú vui cấp sách đi học như mình nhưng minh vẫn đinh ninh rằng thế nào cũng sẽ đem những gì học được giảng dạy cho Liên nghe. Nhà Minh và nhà Liên đôi bên chơi thân với nhau lắm, theo phong tục thôn quê, khi Minh 12 tuổi, cha mẹ Minh đem trầu cau sang dạm liên cho Minh làm vợ. Mọi đứa trẻ khác khi đôi bên cha mẹ đã nhận lời nhau thì chúng thường bẽn lẽn không dám đi lại vui chơi, nói chuyện với nhau nữa, nhưng Minh với Liên thì không thế, chúng vẫn thân thiết thương yêu nhau như hai anh em vậy, vì thực ra chúng cũng chẳng bao giờ nghĩ tới cái ý nghĩa vợ chồng. Khi học tới năm thứ hai trường sư phạm, thì cha mẹ Minh trong một thời kỳ có bệnh dịch hạch cùng theo nhau mà chết, liên mồ cô cha. Từ khi lên ba, nên càng được mẹ thương nhiều hơn. Vì thế này thấy Minh lâm vào hoàn cảnh bơ vơ đơn độc tứ cố vô thần cả liên và bà cụ đều ngậm ngùi thương xót không quản ngại ngùng sang trong coi nhà đất hộ một hôm liên bàn với mẹ phạt quách cái dậu ngăn đôi hai nhà để tiện việc trồng trọt vườn tược cho cả hai bên thế là từ đó hai nhà thành một và minh coi mẹ liên như mẹ mình cứ mỗi lần hồi tưởng lại ngày hôm ấy minh vẫn còn cảm động thấy lòng mình nao nao cách đây mấy tháng bà cụ bóng ốm nặng biết rằng bệnh tình trầm trọng khó làm qua khỏi bà gọi cả hai người liên và binh đến bên giường và bảo rằng cả hai con mẹ coi như con đẻ nên mẹ cũng thương như nhau vậy mẹ muốn chồng thấy hai con nên vợ nên chồng trước khi mẹ nhắm mắt minh và liên chiêu ý bà cụ xin tuân theo ngày bà lại bàn rằng nhà đối bên cùng nghèo đừng bày ra lễ hỏi lễ cưới chi cho rườm rà chỉ cần nộp các loại tiền treo như làm đã định và vào sở giá thú là đủ cái đám cưới mới giảm dị và cảm động làm sao bên dư người bệnh hai vợ chồng cùng quỳ và cùng khóc vì thấy con gái đã thành gia thất và lại lấy được một người chữ nghĩa giỏi giang sau này thế nào cũng làm nên bà cụ sung sướng quá đến liệp đi. Đêm hôm ấy, bà qua đời. Thế là, trong gia đình chỉ còn hai vợ chồng trẻ, chồng 20, vợ 18. Tùy ít tuổi, Liên tỏ ra là một người nội trợ đảm đàn cần mẫn hiếm có. Minh định thôi học ở nhà làm vườn giúp vợ để Liên chỉ việc gánh hoa đi bám, nhưng liền gạt đi, bảo với chồng rằng đã học được đến năm thứ tư thì cố mà học nốt cho được cái bằng thành chung. Từ đó mỗi sáng liên khuẩy gánh hoa đi, 3 giờ trưa lại về cặm cụi làm vườn cho đến tối mịt. Sau việc hàng bám chạy và có minh thuyết phục mãi, điều mới chịu ý chồng, Mứa một ông lão làm vườn đến giúp việc. Mãi ngồi tưởng nhớ lại quãng đời qua, mình không biết rằng trời đã nhá nhem gần tối quay nhìn xung quanh mình trong vườn bách thảo không còn ai mình tung tăng qua cổng trường canh nông rồi rẽ xuống con đường nhỏ đát gạch về nhà vừa đi vừa có tiếng hát nghèo ngào liền đứng chờ sắm tại cổng nghe tiếng chồng hát nàng chạy vội ra tóm, tay đỡ sách miếng mím cười gắt yêu sao hôm nay mình về muộn thế minh cũng cười, <cười> vì chiều nay anh mãi ngắm mấy con bú dù ừm về ngắm em làm vườn cũng thế binh cười ừm <laughs> em đẹp hơn con bú dù chứ ý thế à em đẹp hơn bú dù kia à còn anh chắc hôm nay có điều gì vui mừng lắm thì phải binh nghe vợ nói vậy liền đem những niềm hy vọng về tương lai ra kể cho nghe rồi quả quyết nói chỉ mấy tháng nữa là ta có thể đỡ phải làm lụt vất vả. Chàm cầm tay vợ ngắm nghĩa, thở dài. Đấy em coi, em mới có 18 tuổi đầu mà hai bàn tay đã chai rồi. Anh lấy làm hổ thẹt lắm, làm đàn ông mà không bằng một người đàn bà. Liên nghe nói cảm động, nhưng giả lã. Anh lôi thôi lắm có đi vào ăn cơm với em không thì bảo. Trên chiếc giường lát tre, trải chiếc chiếu cũ lách, một cái mâm gỗ đã tróc sơn đựng lỏng chỏng đĩa rau muối luộc, bát nước rau và một đĩa đậu phụ kho tương. Đó là bữa cơm thường nhật của đôi vợ chồng trẻ. Thức ăn chỉ có thế, nhưng Liên chịu ham khổ đã quen. Còn Minh thì vì những món ấy, chính tay vợ làm nên chàm gấp ăn và dám ngon lành để vui lòng vợ liên cũng thừa hiểu ý chồng nhưng nàng còn biết làm sao hơn ở cái cảnh nghèo không ăn uống phần tiện như thế thì lấy tiền đâu mà chi dụng việc này việc khác riêng học phí của mình đã chiếm gần nửa số lợi tức của gia đình hàng tháng rồi còn gì liên nhìn chồng nói ngày mai chủ nhật khi bán hoa về em mua một lạng thịt bò tái về cho mình ăn nhé hết bao nhiêu tiền chả dạ, mấy độ năm sáu xu thôi dưới ánh đèn dầu hai người nhìn nhau cười hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ êm đềm lặng lẽ biết bao cơm nước xong minh lấy sách ra xem còn liên đứng tựa ghế ngắm chồng không nói minh gấp sách quay lại cười hỏi <cười> <cười> mình không học à có chứ nhưng em học như thế thì bao giờ mới thành thạo được nếu mình chịu khó học chăm thì chỉ độ hai năm thôi. Hai vợ chồng yêu nhau thấm thiết, nhiều khi không có chuyện gì nói, hỏi nhau những câu vớ vẫn không đâu, nào chuyện bán hoa, nào chuyện xảy ra hàng ngày. Có khi không biết nói chuyện gì, hai người chỉ ngắm nhau mà cười. Trong các gia đình niên thiếu, sự yên lặng thường là biểu hiện cho sự lạc thú nồng nàn tuyệt đích. Nhưng bao giờ thì rồi Liên cũng nghĩ tới bổn phận. Nàng biết chồng sắp đến kỳ thi, phải học nhiều nên không muốn làm mất thì giờ quý báu của chàng. Mình ngồi học, em xin phép đi ngủ sớm để mai còn dậy đi bán hoa. Ừ, mới 7 giờ, còn sớm. Mình hãy ngồi đây nói chuyện với anh một lát nữa đi nào. Đi đâu mà vội. Mà Liên à, em có biết ở đời cảnh nào là khổ sở nhất hay không? liên cười. cười, mình nói lẫn thẫn lắm. Em cho rằng chẳng có cảnh nào là khổ sở hết, vì sự sung sướng ở tự trong lòng chúng ta chứ không phải ở ngoài vào. Minh cũng cười bảo vợ, <cười> đấy em coi học rộng mà làm gì? Em có đọc nhiều sách đâu mà cũng biết chỗ tìm điều mà người ta gọi nôm na là hạnh phúc? Vina, à, em ơi học vấn ngoài cái mục đích kiếm ăn còn có mục đích cao hơn là đi tìm hạnh phúc học để biết sung sướng này em đã biết sự sung sướng biết hạnh phúc chỉ ở trong lòng ta mà ra thì em đã tìm thấy chân lý hạnh phúc rồi đấy liên vui vẻ bảo chồng mình học nhiều biết rộng chứ em thì hễ thấy mình sung sướng là em cũng sung sướng rồi mình đứng dậy hôn vợ tỏ lòng cảm ơn Chàng buồn rầu nói. Liên, em ơi, chiều hôm nay anh sung sướng lắm. Anh nghĩ tới hạnh phúc, tới tương lai của đổi ta, tới cái tương lai tốt đẹp hơn ngày nay. Bỗng một vật khiến anh buồn rầu lo nghĩ. Đi quanh cái hồ vun, anh nhát chồng thấy con bồ nông một mình lũi thổi, đặt bước nát nhọc bên cái củ lao. Đột nhiên, anh nghĩ tới những cảnh cô độc ở đời. Anh tự hỏi, nếu chồng hại chúng ta mà một kẻ từ trần trước hay bị một đời tàn thật thì người kia sẽ ra sao? liền xua tay mắng yêu. mình chỉ nói gỡ. em thì không bao giờ nghĩ tới những điều ghê gớm như anh. em chỉ biết có một điều là chúng mình yêu nhau. bây giờ thì anh đi học. trước khi đi ngủ em sửa soạn thúng mệt cùng quan gánh để mai đi bán hoa sớm. anh phải biết ngày hôm nay em bán được hai đồng bạc vừa cây vừa hoa đấy sáng hôm sau cũng như mọi sáng khi mình thức giấc thì liên đã đi bán hoa biết rằng tối hôm trước mình học khuya nên liên đã rón rén dậy xếp quan gánh đi bán hàng không dám làm kinh động để chồng được ngủ yên mình khoác áo ra hiên mặt trời mới mọc chiếu ánh sáng rực rỡ xuyên qua những cành cao vút và mềm mại của hai cây hoàng lan bên bờ dậu ngắm những tia vàng chói lọi rung động lách qua khe các lá gió lay như tưng bừng nhảy múa ở ngoài sân mình thấy trí tuệ sáng suốt tâm hồn khoáng đạt hình như cũng có một phần thái dương chiếu sáng ở trong lòng mình mình lấy mũ đội rồi ra vườn những hoa huệ sắc trắng mát hoa kim liên sắc vàng đậm và hoa hồng quế sắc đỏ thắm như đàn bướm lung linh trước mặt chàng khiến chàng nhớ tới hồi còn nhỏ vẫn cùng liên đùa nghịch cầm vợt đuổi bắt các loài côn trùng có cánh chàng mỉm cười vì dưới cây trúc đào mềm mại lá nhọn kia trí tưởng tượng của chàng vừa hình dung ra một cô gái bé nhỏ xinh xắn trắng trẻo đứng vịnh cành ngắt hoa mình mãi mơ mộng đến nỗi ông lão làm vườn tới đứng bên cạnh chàng hồi nào mà vẫn không lưu ý tới. Mãi đến lúc nghe tiếng lưỡi cuốc đụng phải viên đá, chàng mới giật mình quay lại hỏi. «Kìa ông Hoạt, sao ông không coi thửa vườn bên Ngọc Há?» Ông lão dừng tay trả lời. «Bên ấy tôi đã làm xong, chỉ ngày kia là xeo hạt được rồi.» Tôi bảo thằng cháu nó còi giúp để sang đây giấy nốt cỏ Không thì vài hôm nữa nó mọc um lên mất Thôi được, ông cứ sang bên ấy làm cho xong đi Để cuối đây tôi sẽ cỏ cho Ông lão ngại ngùng, tỏ ý không bằng lòng Cậu học đi chứ Hôm qua mợ ấy bảo với tôi Đừng để cậu phải bận tâm đến các việc trồng chọt Vì cậu sắp thi Nghe ông Hoạt nói Minh sung sướng vì chàng thấy người vợ yêu nghĩ đến chàng một cách chu đáo và âu yếm. Chàng mỉm cười bảo với ông lão. Ừ, được không sao, ông cứ để đấy cho tôi. Hôm nay Chủ nhật được nghỉ học, tôi muốn làm việc hoạt động tay chân một tí cho khỏe người. Ông Hoạt còn do dự thì Minh đã lại đỡ lấy cuốc rồi nói. Ông sang ngày bên học hà đi nhé, vừa ở nhà cứ để mặt tôi. Ông lão lẳng lặng theo lời Minh, tuy có dáng không vui, còn Minh thì sắn quân, vén tay áo, cuốc xới cỏ, tỏ ra là một người thạo nghề và chăm chỉ từ thuở nhỏ, sống trong một gia đình trồng hoa. Nhưng bấy lâu nay, chàng miệt mài cặm cụi với đèn sách, với bài vở để sửa soạn thi cử, nên sức cũng có phần kém đi. Vì thế, mới làm việc được hơn một giờ đồng hồ, mình đã thấy tay chân rời rạc, thở hổn hển chàng đường chóng cuốc đứng tựa gốc cây hoàng lan nghỉ mệt bỗng nghe có tiếng người cười ở cổng đi vào Minh nhìn ra thì ra là văn bạn học rất thân của chàng ở trên phố đến chơi văn vui vẻ hỏi chị không có nhà ư chào anh nhà tôi vẫn đi bán hoa như thường lệ kia mà câu hỏi của văn khiến minh ngẫm nghĩ không ít bao nhiêu ý tưởng như luồng điện vụt chạy thoáng qua trong trí minh suốt ba bốn tháng nay không mấy ngày là văn không đến chơi và không lần nào là văn không bắt đầu hỏi ngay tới tin tức về liên minh vẫn biết một người đàn bà đẹp thì bao giờ cũng có nhiều kẻ lưu ý tới bồng hòa ở trong vườn ai nỡ cắm khách qua đường ngắm nghía song đối với minh thì văn nào có phải là khách qua đường hai người là bạn học từ nhỏ thân thiết nhất trong lớp coi nhau gần như anh em ruột thịt cái nhan sắc của vợ minh đã làm cho văn ngưỡng mộ điều đó mình thừa hiểu nhưng chẳng lẽ văn lại đem lòng yêu trộm thương thầm vợ của một người bạn thân thấy bạn có tính quân tử và vợ có nét thẳng thắn tự nhiên đối với văn cũng như đối với những người khác mình không hề để ý đến những ý tưởng ngờ vực lọt vào trong ý nghĩ song chàng cho rằng nếu văn mà thực lòng yêu liên thì chàng chỉ thương hại cho bạn đã mắc vào vòng ái tình tuyệt vọng vả lại minh vẫn biết rằng khi mình yêu một cách vô lý khi mình yêu một kẻ mà mình không thể yêu được thì mình chỉ thờ trong lý tưởng trong tâm hồn cái hình ảnh dịu dàng của người mình yêu mà thôi sự việc đó luôn luôn xảy ra trong trường tình trong sự giao thiệp nhưng đã mấy khi trở nên điều thương luôn bại lý cấm đoán người ta yêu một cách cao thượng thanh khiết tuyệt đích là làm một việc trái với nhân đạo là ghen tuông một cách vô ý thức Minh thầm nghĩ vợ ta quẩy gánh hoa đi rong các phố thì thiếu gì người yêu trộm thương thầm như thế hơn nữa làm gì chẳng gặp bọn công tử bột trêu ghẹo cợt nhã phải cái đó là thường vợ ta tính tình còn ngây thơ thường vẫn thuật lại cho ta nghe những câu bông đùa của kẻ qua đường nhưng có bao giờ ta tỏ ý ghen tuông đâu ta tin ở vợ ta ta tin ở người bạn gái thân yêu của ta ngay từ khi còn bé làm gì mà anh ngây người ra thế nghe câu hỏi của bạn minh giật mình nói chữa xin nói anh tôi vì mệt quá văn cười <laughs> trời ơi mới mó tới cái cuốt mà đã than mệt đưa đây tôi giúp một tay cho dứt lời văn đỡ lấy cán cuốt nhưng chỉ được độ vài phút thì chàng ta đã vứt cuốt xuống đất đứng thở hồng hộc mỉm cười bảo bạn <cười> ồ coi vậy chứ không phải vậy còn nặng nhọc hơn tập thể thao nhiều anh ạ à. minh lắc đầu đáp lại phải anh sinh trưởng nơi giàu có vâng vội gạt ngay kìa sao bỗng dưng bạn tôi lại dỡ khoa chiếc học ba xu ra làm gì vậy anh tính giàu có mà làm gì người giàu có vị tất đã sung sướng như anh thì còn thiếu một thứ gì có trí thức có bụng tốt lại có người bạn trăm năm hết sức khả ái minh mỉm cười vì chính chàng vẫn thường cho là thế, xong chàng vẫn vờ đáp lại. Tôi cảm ơn anh đã khéo an ối một người bạn nghèo, nhưng giá tôi giàu hơn lên một chút nữa thì có lẽ cũng dễ chịu và đỡ vất vả hơn. Văn chép miệng bảo bạn. Ta tôi đổi được địa vị cho anh. Nghe câu nói, có vẻ thành thực của bạn, Minh vừa buồn cười, vừa thương hại, Văn thì như bị xúc động bởi cảnh vật trước mắt, nói luôn. Còn dị sung sướng bằng một nếp nhà tranh, không rộng rãi nhưng mát mẻ. Trong nếp nhà tranh có một người vợ dịu dàng, xinh đẹp, đáng yêu, đáng kính. Trời ơi, thật là một cái tổ uyên ương, đầy hoa mộng, đầy ánh sáng. Chiều chiều, vợ chồng kề vai nhau ngồi chơi ngoài vườn, ngắm cảnh, nhìn trăm hoa đua nở và nghe chim muôn ca hát trên cảnh. Ôi giời ơi, còn hạnh phúc nào hơn hạnh phúc của anh? Minh thông thả cất tiếng trả lời. Bạn tôi trầm ốc, chứa đầy những án vàng lãn mạ, nên trông thấy sự việc gì cũng tốt đẹp. Nhưng mà cái vườn trăm hoa đua đỡ kia, có khi đối với kẻ nghèo chỉ có một nguồn lợi để sinh sống thôi, chứ vị tất đã là một cảnh nền thơ như bản tướng. Nhưng mà thôi, mời bạn vào trong nhà chơi. Kéo đứng mãi đây, bạn đến cảm mắm mất. Đôi bạn toan vào nhà, thì ở cổng vườn liền đứng sừng sững, cất tiếng cười khanh khách. <cười> Vàng vui vẻ chào. Ô kìa, chị đã về. Hai anh đang nói chuyện gì mà thơ mộng thế? Mình đưa mắt nhìn vợ, âu yếm trách. Mình tệ quá nhé. Ai lại đứng đúc lại nghe trộm truyền của người ta như thế? Liên cười xòa. <cười> Thôi, xin lỗi. Văn cũng cười, lại hỏi. <cười> Này, nhưng quà của tôi đâu chị? Đây, quà đây. Liên lật cái vĩ, lấy ở trong ra một miếng thịt bò tái, mà nói rằng Mời anh ở chơi sơi cơm soàn diễn với chúng tôi nhé. Mình sợ cơm không có gì ăn, nhìn vợ để thầm hỏi ý kiến, thì Văn đã mau mắn nhận lời. Xin vâng, anh chị cho ăn, tôi đâu dám từ chối. Liền biết chồng có dám băn khoăn về sự tiếp khách không được lịch sự, nên nói luôn. Nhưng thưa anh, xin nói trước để cho anh biết rằng nhà vợ chồng tôi nghèo, cơm nước thật đạm bạc, chẳng có gì đâu, xin anh đừng cười nhé. Văn là mặt giận. Chị cứ kiểu cách làm gì vậy? Chỗ anh chị với tôi khác nào anh em ruột thịt trong nhà, thế nào mà trả xong? Mình ngẫm nghĩ một giây rồi khẽ bảo vợ. Thế mình sang bác tư trả lại mấy quả trứng đi. Văn vội gạt đi. Thôi thôi, đừng bày vẽ nữa. Minh nói. Cũng là cách giúp đỡ cho bác tư vì bác ấy ngủ. Vàng tỏ ý thương hại, buồn rầu nói. Khốn nạn! Ở cái làn tốt đẹp đây những màu hoa rực rỡ như thế kia mà chẳng may bị mù thì đáng giận biết bao, khổ sở biết bao. Điên cười vừa nói vừa liêm diêm cặp mì Không trông thấy nhưng mũi vẫn còn ngửi thấy được mùi thơm. Ở đời có thứ hoa có sắc thì cũng có thứ hoa có hương. Anh thử nhắm mắt lại xem đấy, có phải nghe nước mùi những mùi hoa hoàn lan pha lẫn với mùi hoa mộc hoa sói hoa ngâu không nào mà khi không dùng đến mắt mũi ta không chừng lại thính hơn có khi đấy anh ngẫm mà xem có phải các hương thơm càng thơm hơn không ôi giời ơi chị tôi giãn khoa triết học minh thì hớn hở tươi cười bảo vợ anh nghe mình nói mà muốn bù quá đi thôi liền cau mày gắt. Chí dại dột, nhưng chết chữa, gần 12 giờ rồi, em đi làm cơm thôi. Minh hỏi, sao hôm nay mình về sớm thế? Hôm nay may mắn quá, em bán xong hoa cúng cho các nhà thờ, thì gặp ngay một chàng công tử, mua hết cho cả mấy chậu cây cùng những bó hoa huệ. Văn có ý tức giận. Lạch phường công tử bột. Chà, thưa anh, những hạn người ấy ngày nào mà tôi không gặp cứ thấy gái là họ hiếp mắt lại rồi buôn những lời cợt nhã nhưng thôi xin phép anh tôi đi làm cơm chứ đói lắm rồi đây dứt lời liên chạy vội xuống bếp minh nhìn theo lắc đầu bảo bạn anh coi đấy nhà tôi vẫn còn trẻ còn lắm hai người vui cười cùng nhau đi vào trong nhà nửa giờ sau liên bưng mâm lên trong mâm có đĩa thịt bò tái một đĩa trứng tráng một bát rau muống xào và một chén tương lỏng minh mỉm cười bảo bạn đấy anh xem cơm thét khách nhà tôi đấy có sàn không nào văn đỡ lời chữa thẹn cho bạn cơm ngon ở sự tinh khiết chứ không phải ở số lượng thức ăn vả lại đói với vui là hai thứ gia vị cần thiết phải có cho cả yến tiệc lẫn cơm rau liên cười mời anh cầm đũa cho mình đưa mắt nhìn vợ khẽ hỏi còn ông hóa liên khẽ đáp để ông ấy ăn sau có anh văn để ông ấy ngồi ăn không tiện hai vợ chồng tuy nói chuyện thầm với nhau nhưng văn thoáng nghe cũng hiểu liền hỏi À này, còn ông Hoạt thì sao? Ông ấy ăn sao? Thôi, để ông ấy ăn cả đầy cho tiện. Chỗ anh em nhà cần gì phải khách sáo chứ. Rồi Văn đứng dậy gọi ông Hoạt. Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng có vẻ rất thân mật. Cơm nước xong, liên trong ra hiên bảo với chồng. Trời ơi, thế mà gần một giờ rồi. Vàng ngơ ngác nhìn quanh, rồi rút đồng hồ trong túi ra nhìn cười hỏi liền. <laughs> Mới 12 giờ rưỡi, chị xem giờ ở đâu vậy? Minh cười rủ trả lời. Đồng hồ của chúng tôi to và cao lắm, anh nhìn sao thấy được? Văn không hiểu, vẫn nhớ nhát nhìn vợ chồng bạn, thì Liên lại nói luôn. Đồng hồ của chúng tôi thì chả kẻ trộm kẻ cắp nào lấy được. Văn ngẫm nghĩ hỏi nghĩa là gì thế minh liền trỏ lên mặt trời bảo bạn kia kì kìa đồng hồ của chúng tôi kia kì kìa bấy giờ văn mới vỡ lẽ ra cả ba người cùng cười văn lại hỏi nhưng các ngài xem giờ ra sao minh đáp trồng mái xanh vậy khi không có mặt trời minh cười. cười thì không xem giờ nhưng buổi sáng đã có xuống 10 giờ. Còn đêm? Đêm thì nghe gà gáy, hễ gà gáy nửa đêm thì đi ngủ. Văn kinh ngạc, lo lắng và thương hại bạn. Chết chửa thì gần đến nơi rồi mà không có đồng hồ thì học hành ra làm sao? Anh cầm tạm cái đồng hồ của tôi vậy, thi xong anh trả lại tôi cũng được. Minh từ chối xưa nay không có đồng hồ thì đã sao? nhưng lần này thì anh cứ cầm lấy cho tôi vui lòng. ở nhà tôi đã có đồng hồ treo. vả lại tôi vẫn thường đến đây học với anh, thì đàn nào cũng tiện cho tôi lắm. văn vừa nói vừa ấn cái đồng hồ vào tay minh. nể bàn minh đỡ lấy đưa cho vợ bảo treo lên chiếc đinh đóng ở cột. chàng quay lại bảo văn. bây giờ thì chúng ta đi học liền nói tiếp theo còn em thì xin đi làm vườn hạnh phúc êm đềm như đang làm rung động ba trái tim trẻ trong bầu không khí yên lặng của một buổi trưa mùa hè tiếng gà gáy trong xóm xa xa chương 2 ở cổng vào trường bảo hộ liền đứng chờ tin tức kỳ thi vấn đáp của chồng nàng vẫn đoán chắc thế nào Minh cũng đậu nhưng lòng nàng vẫn không tránh khỏi thấp thỏm bằng khoằn lò lắng tầm trí luôn luôn bị những sự nghi ngờ không đâu vây kín và không biết bao nhiêu lần nàng tự nhắc thầm một câu võn vẹn hai tiếng nhưng vô cùng ghê sợ biết đâu phải biết đâu ở đời luôn có những sự bất ngờ xảy ra đã có lúc liền toan trở về nhà rồi phần vân nàng ở lại vừa do dự vừa lúng túng hết đứng nấp cổng nhìn vào trong sân trường lại ngồi lánh ra vệ cỏ bên đường chờ đợi nàng chỉ sợ ngộ nhỡ chồng nhìn ra bắt gặp thì nàng sẽ bị chàng mắng vì ngay từ khi bắt đầu vào thi Minh đã dặn nàng đừng đến cổng trường mong ngóng hỏi han tin tức để làm chàng sốt ruột đó cũng chẳng qua là một cái cớ thôi kỳ thực là vì minh bản lẽn nhút nhát như đa số thiếu niên hàng ngày họ không muốn bạn bè học chung biết họ đã có vợ rồi chỉ vì tiêm nhiễm những tư tưởng phóng đảng của thời đại đối với chủ nghĩa gia đình họ cố làm ra vẻ lãnh đạm khinh suất vì thế tuy rất yêu quý vợ nhưng hãy gặp ngoài đường thì minh lại không dám vồ vập hỏi han bao giờ ở ngoài đường còn thế huống hồ là ở nơi công cộng đông đủ các anh em bạn học liên thì hiểu theo một ý khác nàng cho rằng chồng nàng là thư sinh một bậc trí thức mà nàng lại là một kẻ hà tiện vai mang đầu đội nếu ở trước công chúng nàng nhận là vợ minh tức là làm giảm mất giá trị của chàng đi Ý nghĩ ấy đã có ở trong đầu từ lâu, chứ chẳng phải vì lời dặn cặn kẽ của Minh gợi ra trong tâm trí nàng. Tuy vậy, nàng cũng không cho rằng như thế là bị chồng hất hủi vì nàng vẫn tin ở tấm lòng yêu mến của Minh. Những ý tưởng ấy chỉ thoáng qua trong trí của Liên thôi vì bao nhiêu tinh thần nàng đã để vào sự chờ đợi kết quả kỳ thi của chồng. Bước chân sột soạt trên sỏi, chỉ cần một tiếng động cũng đủ làm cho nàng giật mình hoảng hốt, tiếng cười ha hả ở trong sân trường đưa ra làm cho nàng đứng phát dậy như bị một động cơ sai khiến. Hai người qua cổng trường đến bắt tay một người thứ ba đứng đợi ở gần chỗ liên, rồi vui cười cùng nói: "chúng tôi đổ cá rồi." Liên mặt tái xanh, thấy lạnh cả người, cuốn quít hỏi một câu ngớ ngẩn. Thưa hai ông, thế nhà tôi có đổ không? Tiếng trả lời là một tràng cười khanh khách. một người trong đám hỏi nàng. Thế chồng cô là ai? Ai biết được chồng cô là ai? Người đứng bên, ý chừng đã kịp nhìn kỹ lại dung nhan đẹp đẽ của Liên, mỉm cười, vỗ vào ngực đáp. Đổ rồi, chồng cô đổ rồi vì bối rối không kịp nghĩ ngợi liên tưởng thật thế à nhà tôi đổ rồi à trong lúc quá sung sướng hai chàng chỉ biết đùa bỡn pha trò nhưng chợt nghĩ ra rằng chồng người kia là bạn học của mình thì bỗng đầm ra hối hận hai người liền đổi thái độ ân cần trịnh trọng hỏi liền xin lỗi chị chúng tôi cợt nhã như thế thật là bất nhã vậy anh ấy tên là gì thế chị Liên ngần ngại không dám nói, sợ làm mất thể diện chồng, nhưng lòng trong ngóng vượt qua được tất cả các sự rụt rè. Anh Minh, Nguyễn Minh, liền lo lắng đợi câu trả lời, nhưng nào họ có trả lời ngay cho, một người có vẻ kinh ngạc hỏi lại. Anh Nguyễn Minh à, liền cất giọng run run. Vâng, tên anh ấy là Nguyễn Minh, sao, sao, sao thế ông? Vậy chị là chị Nguyễn Minh phải không ạ? À? Vâng, à, tôi không dám, thưa ông. Thôi, thế thì chị về nhà mà chuẩn bị ăn mừng đi. Anh mình đổ rồi, mà còn đổ đâu nữa là đang khác. Liền thở dài, như trút hết được bao nhiêu muộn phiền lo âu trong lòng, nàng chắp tay chào nói lời cảm tạ khách sáo, rồi cắm đầu chạy. Trưa hôm ấy, sau khi lang thang một hồi, tán gẫu với các bạn trúng tuyển, mình lững thững trở về nhà chàng định bụng trêu vợ cố làm ra vẻ buồn rầu để nàng lầm tưởng rằng chàng thi trượt xong vừa tới cổng chàng đã gặp liên tươi cười hớn hở đứng chờ mình thở dài không nói gì liên cũng đoán ra phần nào ý định của chồng nên nàng cũng giả vờ hỏi mình làm sao thế mình cố làm ra vẻ chán nản trả lời chả làm sao cả liên pha trò nhưng sao cho mặt mình cứ như đồ tể đánh chết châu vậy mình không nhịn được nữa mới phì cười. cười thế nào là mặt đồ tể đánh chết châu chợt trông thấy bên hàng rào có cái lồng nhốt một con gà mái liền hỏi mình mua gà mái để nuôi à liên đáp gọn không để ăn mình hoàn phí thế kia liên bèn làm mặt giận. Mình đã thấy em hoan phí bao giờ chưa? Chẳng nhẽ hôm nay mình thi đổ lại không đáng ăn mừng một con gà ư? Mình vờ hoảng hốt hỏi. Sao em biết anh đổ? Anh đổ thật à? Rõ hỏi ngớ ngẩn chưa? Ừ, nhưng mà sao mình lại dám đoán rằng anh đổ kia chứ? Nếu như anh bảo rằng anh thi trượt thì mình nghĩ sao? thì em không tin. Sao em lại không tin? Vì đã có thần nhân báo mộng cho em biết rồi. Thần nhân bảo không những anh thi đậu mà còn đậu thủ khoa nữa kia. Mình không nhịn nổi, phá lên cười. cười. Vâng, thì chịu thua thần rồi. Nhưng này, hỏi thật nhé, làm sao em biết hay vậy? Nghĩ tới lời dặn dò của chồng trước khi đi thi, liên chợt nôm đớp lo sợ đứng im không dám trả lời. Minh cười, nhắc lại câu hỏi. Sao em biết tin? Anh hỏi sao không chịu nói gì cả? Liên nũng điệu. Nhưng em sợ anh mắng. Minh cười, giọng âu yếm. Cứ nói đi, không lẽ anh là anh người đi mắng vợ lo lắng cho anh à? Liên vẫn do dự, ngẫm nghĩ, rồi vừa cười, vừa chạy vào trong nhà, nói thật mau. <laughs> em đến trường xem bản liền nói vậy cho xong chuyện để khỏi phải thuật lại lúc nàng bị mấy người bạn học của chồng bỡn cợt ra sao trước khi cho biết sự thật mình nghe xong cả cười nói <cười> có thế thôi mà phải giấu với diếm tại mình dặn em đừng đến đợi tin tức nên liên bỏ dở câu nói vì chợt nhớ ra mình chưa làm cơm nàng đổi đề tài nói với chồng quen nữa ông hoạt bận việc nhà nên suy nghĩ hôm nay thành ra chưa có ai thổi cơm thôi mình chịu khó ăn tạm bữa cơm xoàng sáng nay nhé để đến chiều em làm tiệc ăn mừng thế mình chịu không nào minh sung sướng cười nói à, thì ra mày mua gà là để làm tiệc thế anh đấy á à? hai vợ chồng cùng đi với nhau lại nhìn lòng gà liền cúi xuống bắt gà ra cầm hai chân dốc ngược xuống trước mặt chồng như để phô trương một vật quý giá chị gà mái hình như nghĩ đến cái chết gần kề nên kêu lên những tiếng hết sức bi ai giọng khàn khàn chẳng khác một người bệnh trong cơn hấp hối mình ngắm gà buộc miệng khen con gà đẹp quá mình nhỉ liên cười hài lòng em mua có hai hào tám thôi đấy ồ sẽ gì? Mình cũng biết là sẽ à. Minh nhìn con vật vỗ cánh dãy dụa thì đem lòng thương hại, chàng lắc đầu, chép miệng. Tội nghiệp, thế mà chiều nay phải chết rồi. Anh có ngờ đâu con vật đáng thương này phải trả giá cho niềm vui sướng của chúng mình bằng chính mạng sống của nó. Liên nhìn chồng ái ngại bằng một giọng thật tình, Minh nói hay để nuôi hay hơn mình ạ à. nhưng còn bữa tiệc mừng thì sao cần gì phải mừng có em vui bên anh thì còn gì phải mừng hơn nữa chứ liên tỏ vẻ không bằng lòng không bữa tiệc ấy em đã nghĩ đến từ lâu thế nào cũng phải có mới được minh suy nghĩ một hồi rồi đề nghị hay là chúng ta đi cao lầu ăn một bữa đi liên giãy nảy trời ơi ăn cao lâu thì tốn tiền quá mình ạ à. không tốn bao nhiêu đâu nếu mình chọn hiệu nào nhỏ thôi liên nghe mừng rỡ thế mình đi ăn ngay bây giờ có được không có gì mà không được nhưng ăn ở đâu vậy mình ở phố hàng buồm ở mãi tận phố hàng buồm kia à thế thì mình phải đi ngay thôi minh ngắm vợ giọng hơi ngại ngùng em nên thay đồ, thay bộ quần áo khác thì hơn. Bộ này dây đất dây cát trồng lôi thôi lắm. Liền cúi xuống nhìn, quả thấy lắm láp và nhèm nhuốc. Nàng hơi ngượng nói với chồng. Chết chữa, nếu mình không bảo thì em quên mất. Em vừa làm vườn xong, dính toàn bùng lầy của trời mưa hôm qua. Liên vào nhà thay quần áo, mình đứng bên hàng dậu ngắm vườn, những luống đất vàng mới xới trong rất gọn gàng vuông vắn lắm tắm chen chúc những cây cúc xanh non mới gieo trong lòng minh tràn ngập niềm vui chàng thấy mọi vật đều trong sáng hoa cỏ đẹp đẽ tươi tốt thơm ngào ngạt hơn mọi ngày ngẫu nhiên minh nhớ tới lời nói của liên mấy tháng trước đây sự sung sướng ở tự trong đáy lòng ta chứ không phải từ ngoài vào lúc đó chàng cho là một lời nói ngây thờ khả ái nhưng giờ đây chàng nhận thấy vợ mình thật sâu sắc không thua gì một triết gia lỗi lạc quan niệm của nàng rất bình thường không cầu kỳ nhưng không phải ai cũng nhận thức và giác ngộ được mình ngắm gì thế mình quay lại liên mặc áo nâu non quần lĩnh thâm thấy chồng nhìn thì ra chiều bẽn lẽn cúi xuống lấy tay vuốt nhẹ tà áo minh hỏi Sao mình không đi đôi dép anh mua cho độ nó Liên lẳng lặng ngoan ngoãn và buồn lấy đôi dép quai da bóng láng rồi đi rửa chân. Lát sau, nàng trở ra trình diện chồng cười rồi nói, giọng nửa đùa nửa thật. Thôi nhé, đừng làm tội em thêm nữa nha Minh. Minh vội vàng cắt nghĩa cho vợ hiểu. Nào anh có muốn làm phiền em đâu, Chẳng qua là mình đi ra ngoài thì cũng nên ăn mặc cho chỉnh tề một chút. Liên buộc miệng hỏi, Thế mọi hôm em đi bán hoa thì sao? Mọi hôm khác. Trả lời xong, Minh mới thấy mình thật quá vội vàng, nói năng một cách thiếu suy nghĩ. Chàng đứng thộn thừ ra, tự nói với chính mình. Ừ nhỉ, sao mọi hôm lại khác với hôm nay? Hay là vì mình sợ đi cạnh một người ăn mặc đơn sơ giản dị khiến cho thiên hạ cười chăng? Hoặc là bởi vì mình vừa thi đậu, sắp sửa nền ông này ông nọ, thành già đã bắt đầu phú quý sinh lễ nghĩa rồi. Mình nghĩ điều gì vậy? Câu hỏi bất ngờ của Liên làm Minh trở nên lúng túng. Không, không, anh có nghĩ gì đâu? Hay là mình sợ ngưỡng? Minh vờ như không hiểu, hỏi lại. Em bảo vì sao anh lại ngượng mà ngượng cái gì? Vì anh đi với em ngoài đường. Điều ấy em đã nghĩ tới rồi anh ạ. À. Anh cứ đi trước cách em một quãng, để em theo sau là được. Minh nhìn vợ mũi lòng, ứa nước mắt. Em thật quá lẫn thẫn rồi. Anh mong muốn từ nay trở đi, em đừng bao giờ nghĩ như thế nữa nha, nha chưa? Thôi, mình đi dọc đường hai vợ chồng được nghe không biết bao nhiêu lời chúc tụng của dân làng liền sung sướng vô cùng hãnh diện bên cạnh chồng đi nửa giờ đồng hồ hai vợ chồng mới đến được vườn bách thảo vì cứ vài bước lại gặp người quen giữ lại hỏi chuyện nào là chuyện thi cử nào là chuyện xin việc làm lại có người đùa đòi minh là một chầu khao bè bạn rốt cuộc phải một giờ sau hai người mới tới được một tiệm cao lâu nhỏ của người Tàu ở phố Hàng Bường. Minh đưa Liên vào cái buồng nhỏ duy nhất dành cho thượng khách của nhà hàng. Anh chỉ biết có mỗi một hiệu này thôi vì có một lần anh Văn rủ anh đến đây ăn. Liên nghe nói lộ vẻ luyến tiếc, giọng thật thà. À quên nhỉ, giá mà mình mời anh Văn đi chung thì vui quá. Minh cười nhà anh Văn giàu có sang trọng thì thế nào mà chả có tiệc linh đình cho anh ấy? Anh Văn cũng đổ chứ. Dĩ nhiên anh ấy học giỏi kém gì anh? Thích nhỉ? Câu khen ngợi của Liên vô tình làm cho Minh khó chịu vì thấy vợ quá lưu ý đến bạn. Tuy chàng không ghen nhưng không khỏi nghĩ ngợi bâng quơ. Mình sao vậy? Minh mỉm cười gượng gạo. Ừ không anh đâu có sao vừa lúc ấy người chạy bàn một người đàn ông đứng tuổi đến hỏi thưa ông bà dùng gì cả minh và liên nhìn nhau chẳng biết ăn món gì mà cũng chẳng biết có những món gì để gọi người chạy bàn cười nói với hai người hai ông bà cứ từ từ suy nghĩ đi một phút nữa tôi sẽ trở lại Đoạn ông ta chạy sang bàn khác phục vụ cho hai vợ chồng được tự nhiên, có chút thì giờ để quyết định. Liền hỏi Minh, Mình ăn gì đấy anh? Minh cao mày ngồi nặng óc. Anh chỉ biết có mỗi một món mì bò, hào hai một bát. Thế thì chỉ mới có 24 xu thôi, anh muốn ăn thêm gì cứ ăn, nhưng không được quá một đồng đấy nhé. Minh cười <laughs> Thế nhớ anh muốn ăn bóng Liên tưởng chồng nói thật Ngớ ngẩn hỏi Thứ đó thì mất bao nhiêu tiền Cũng chẳng bao nhiêu Chỉ độ hai đồng thôi Liền nhớ nhát nhìn Minh Khiến chàng phải phì cười Khi ấy người chạy bàn đã trở lại Ông ta hỏi Ông bà đã nghĩ ra chưa Định gọi món gì Minh lại nhìn Liên Nàng đành cố bạo dạng hỏi có những món gì bác người chạy bàn chống hai tay ngửa mặt nhìn lên trần rồi nói cánh gà rán này cá sông cả con này các loại cháo dùng buổi sáng này liền bỗng ngắt lời cánh gà rán thì bao nhiêu bán ra làm sao bảy hào nửa dĩa liền nhìn chồng rồi lại đánh liều hỏi tiếp bác ạ à, Chúng tôi chỉ muốn dùng đại khái những món nào rẻ tiền thôi. Người chạy bàn vui vẻ đáp. Vậy thì có thịt bò xào, cải lan, thịt bò áp cháo. Mọi thứ chỉ có hai hào thôi. Liên mừng quýnh vì nàng không ngờ ở cao lâu lại có những món ăn rẻ tiền như vậy. Nàng lũ cuốn, gật lia lịa. Vân vân, thế thì tốt lắm. Người chạy bàn lại hỏi có lấy cơm không có chứ vậy thì ông bà nên lấy hai hào cơm và một hào canh đi vừa rẻ mà ăn cũng ngon và no dĩ nhiên là minh và liên đồng ý liên cẩn thận đi chợ như thế vị chi tất cả là bảy hào phải không bác người chạy bàn gật đầu ông ta lại hỏi có uống rượu không minh xua tay đáp thôi Khỏi cần. Cảm ơn bác. Liền xoay sang nói với chồng. Còn những ba hào nữa kia mà. Sao mình không uống tí rượu cho vui? Minh nhìn vợ cười đáp. Ồ, oh, <laughs> anh không biết uống rượu. Nhưng hôm nay là ngày vui đáng mừng. Em muốn mình uống một tí. Có rượu mới ra tiệc chứ phải không mình? Hai người bàn luận một hồi. Sau cùng, Minh đành chiều ý vợ đồng ý gọi thêm một hào rượu miễn rượu là được rồi không cần biết phải là loại nào bữa cơm tuy bình dân nhưng đôi vợ chồng xem như một bữa tiệc linh đình vậy hơn nữa cả hai người đều đói nên càng ăn càng thấy ngon miệng lại thêm chút hơi men chuyến choáng nên mặt cả hai nóng bừng lên nhưng trong lòng họ vui vẻ không biết nói sao cho hết lời bữa tiệc kéo dài hơn một tiếng khi trả tiền xong minh lấy năm xu lẻ tặng cho người chạy bàn liên ngạc nhiên hỏi ủa có lệ phải đãi người chạy bàn sao minh lắc đầu mỉm cười không nhưng vì anh thấy bác ta tử tế tận tình chỉ cách cho mình gọi các món ăn vừa rẻ vừa ngon lại vừa no hơn nữa hôm anh đi ăn với anh văn thấy anh văn vẫn làm như vậy ấy trên đường trở về nhà thì hai anh chị quên cả giữ gìn ý tứ, liền đi sát bên trong hỏi chuyện Huyên Thuyền, hết nói là cười, chính ở niềm vui đã làm cho con người quên hết những muộn phiền, những điều e lệ thẹn thùng. Chương 3 Đêm đã khuya, bên ngọn đèn hoa kỳ lờ mờ lung lay, Liên ngồi chờ Minh, chốc chốc nàng lại cầm cái đồng hồ bỏ túi của Văn cho mượn để lại gần ánh đèn xem giờ. Nàng lo lắng sốt ruột vì đây là lần đầu tiên chồng nàng đi chơi khuya như thế, đã gần 12 giờ rồi mà vẫn chưa thấy về. Tiếng gà gáy nửa đêm vang lên trong xóm, càng làm cho tư tưởng của Liên thêm rối loạn. Nàng lẩm bẩm Quái, hay là đã xảy ra chuyện gì chăng? Chứ bữa tiệc thì làm gì mà lại kéo dài đến 5-6 tiếng đồng hồ bao giờ? Rồi nàng sinh lòng nghi hoặc. Tuổi thành niên là tuổi chơi bời, họ dễ hàm mề tửu sắc lắm. Mình quê mùa rốt nát thế này thì giữ sao được họ? Đến đi với mình, ngoài đường thì họ còn thấy ngựa nữa là... Liên bỗng đem lòng oán trách văn, đã rủ rê chồng nàng. Biết đầu văn lại không thác ra câu chuyện đặt tuyệt mừng để lôi mình đi hát sướng. Chỉ nghĩ đến hai tiếng cô đầu là liên đã rùng mình ghê sợ rồi. Nàng thường nghe nói không biết bao nhiêu gia đình đã tan nát chỉ vì cô đầu và biết bao nhiêu người sinh ra nghiện ngập bê tha chỉ vì cô đầu liền chưa trông thấy nhà cô đầu bao giờ xong nàng tưởng tượng ra một cảnh lộng lẫy nguy nga đầy vàng bạc gấm vóc với những trang điểm thiếu nữ diễm lệ lẳng lơ do trời sinh ra với mục đích cướp đoạt trái tim của những người thật thà hiền hậu như chồng nàng đưa mắt nhìn qua mấy gian nhà trống trải trơ trọi một cái giường tre buông màng nâu cũ và cái bàn mục nát liền càng tin tưởng sự phỏng đoán của nàng là đúng đang ở một nơi tồi tàn chật hẹp như thế này với một người vợ quê mùa cục mịch bỗng nhiên được làm quen với những bậc tiên nga ở chốn lầu son gác tía thì thử hỏi có mấy ai không mê muội không trở nên bội bạc với gia đình với vợ con trong các xóm gần xa gà vẫn thi nhau gãy mọi khi tới giờ này thì bao giờ liên cục thúc giục chồng đi ngủ để hôm sau thức dậy sớm cho kịp giờ học từng giờ phút trôi qua vạn vật vẫn chìm đắm trong bầu không khí yên lặng bỗng nhiên một con cú từ đâu bay đến đậu trên nóc nhà hú lên từng tràng tiếng cú kêu làm người nghe tưởng như một nhạc điệu huyền bí của lũ yêu tinh đang nhảy múa liền rùng mình ghê sợ tưởng tượng đến ma quỷ những oan hồn từ đâu hiện về quá kinh hãi nàng mở cửa chạy ra sân nhặt một viên đá ném liều lên cây hoàng lan rồi vỗ tay xua đuổi có tiếng sột soạt trong đám lá rậm kế đến là tiếng đập cánh nặng nề liên thở dài thấy đỡ bằng khoằng luồng gió mát trong ban đêm hình như đã dập tắt ngọn lửa lòng đang cháy trong lòng nàng đang định bước vào nhà thì bỗng đâu một vệt sáng chiếu trên cây hoàng lan và tiếng gót giày nghe cầm cọp ở ngoài cổng rồi có tiếng người gọi cần kiếp chị Minh chị Minh liên nhận rõ ra tiếng văn nên vội vàng ra mở cổng một cảnh tượng bi đá khiến nàng giật mình lùi lại rú lên trời Văn cùng một người nữa đang sóc hai cánh tay khiêng một người thứ ba mà Liên chắc chắn là chồng nàng. Chị cầm lấy cái đèn bấm này chiếu đường hộ để chúng tôi khiên anh ấy vào giường. Liền rung lên cầm cặp, cầm lấy cái đèn bấm soi vào chỗ ba người. Mình, chồng nàng gục đầu xuống ngực, rã rượi như người sắp chết. Liền hốt hoảng, méo máu hỏi. Sao thế các anh? Nhà tôi làm sao thế? hãy đưa anh ấy vào trong đã. Liên đặt Minh lên giường và đâu vào đấy, Văn mới từ từ kể cho Liên nghe tất cả diễn biến vừa xảy ra. Xin chị tha lỗi cho, chỉ tại tôi ép anh uống quá chén. Khi ăn cơm anh ấy chỉ uống có một cốc rượu van. Tôi nghĩ cũng chẳng thấm gì nên cơm xong lại cố mời thêm một cốc xăm banh nữa. Liên gãi đầu bức tóc. Khốn nạn, Tôi đã nói với các anh rằng nhà tôi không biết uống rượu mà. Văn thù hết can đảm, cố phân trần. Thì tưởng uống được vài cốc có ăn nhầm gì đâu. Mấy khi được gặp anh em hội hợp đông đủ như thế này, ai lại cũng vui, quá chén một chút. Lúc tan tiệc tôi thấy mặt anh mình đó gây, nên định giữ anh lại ngủ, đợi cho đến mai sớm hẳn về. Nhưng anh ấy không chịu nghe, nói rằng sợ chị ở nhà mong đợi vì lúc ban trưa có hẹn với chị là về nhà liền cảm động nước mắt tuôn ướt hai má khốn nạn văn thở dài nói tiếp nói thế nào thì anh mình cũng không nghe nên chúng tôi phải gọi xe cho anh ấy về rồi bỗng đầu nghe xăm một tiếng ngoài đường chúng tôi vội chạy ra thì thấy anh nằm sóng sượt mặt đập vào cái càn xe Chúng tôi xúm nhau nâng anh dậy, thấy hai mí mắt anh xương húp lên, nên lập tức lấy nước nóng thấm vào khăn, đắp vào chỗ đau trên mắt và đưa anh ấy về đây, vì anh nhất định bắt chúng tôi phải đưa về. Liên nghe chuyện sợ hãi đến run cả người, thở không ra hơi. Gió cổ, thảo nào mà ban nãy có còn cú cứ hú lên mãi, thì ra nó báo tin buồn cho tôi mà tôi nào có biết. Minh đã hơi tỉnh, nghe thấy vợ nói vậy thì phì cười lên mà nói với hai người bạn. <laughs> Các anh xem, nhà tôi mê tính dị đoàn đến thế là cùng. Văn cũng cười, bảo bạn. Thôi, ngủ đi. Thế nào? Còn thấy nhức mắt nữa không? Vẫn còn đau và nóng gian. Được, để tôi chữa cho. Báo đám sẽ khỏi ngày tức thì văn bảo liên lấy ấm nước đun nhưng nhà không có ấm mà chỉ có cái siêu đất dùng nấu nước vối mà thôi hai người cặm cùi xuống bếp nhóm lửa còn người bạn kia thì cáo từ xin về trước thấy đêm hôm khuya khoắt văn muốn tránh mọi sự hiềm nghi nói với liên rằng chị cứ lên nhà với anh minh đi để một mình tôi ở đây cũng được rồi liên cười đáp <cười> anh biết chớp bếp ra sao chứ được chị cứ để mặc tôi nhưng còn củi đóm anh đâu biết chết chở nào đâu dứt lời liên cầm đèn bấm của văn soi vào một góc bếp rồi nói đây củi đây hay lắm thôi bây giờ mời chị lên nhà chồng cho anh liên theo lời lên nhà ngồi bên giường cạnh chồng minh khẽ hỏi sao mày không đun nước lại làm phiền anh Văn như thế? Liên ghé sát lại gần đáp. Anh Văn bảo em lên đây với mình. Thế nào? Mình có đỡ đau không? Cũng hơi đỡ, nhưng vẫn còn nhức lắm. Liên lo lắng hỏi. Không biết có việc gì không, Minh Ý? Minh yên lặng không trả lời. Hình như chính chàng cũng nghĩ đến sự trầm trọng của bệnh tình. Không thấy Minh đáp, Liên càng không yên tâm nhưng cũng cố gượng vui an ủi chồng. Chả càng xì mình ạ. À. Lát nữa đắp nước nóng vào sẽ bớt ngay. Mai em đi mời ông Lan xem cho. Chắc chỉ cần uống vài chén thuốc là khỏi. Lúc đó Văn từ dưới bếp đi lên hỏi mượn cái đèn Hoa Kỳ để nhóm bếp. Thì ra trong lúc luống cuốn liền chưa thắp cây đèn lớn khi ánh sáng cây đèn búp măng chiếu dõi khắp ba gian liên lại hỏi chồng mình có chói mắt không minh thều thào trả lời không mình ạ à, anh có trông thấy gì đâu liên kinh hoàng la lên trời ơi chết chữa thế kia à nàng chạy vội xuống bếp mếu máo nói với văn anh văn ơi nguy mất bệnh nhà tôi nặng lắm Vàng đàn nhóm bếp nghe vậy liền trấn an. Chị cứ yên tâm, chẳng sao đâu. Nhưng mà nhà tôi không trông thấy gì hết anh ạ. À. Văn cười. cười. Chị rõ lấn thẫn. Anh ấy vừa say rượu, vừa bị thương ở mí mắt. Lại thêm hơi men bốc lên thì còn trông thấy gì được nữa. Tôi đã xem kỹ rồi, vết thương không chạm đến con ngươi. Liên nghe nói vui mừng thấp thỏm. Thật thế hả anh? Lại chả thật với không thật. Chị lên nhà đi, cho anh đỡ sốt ruột. Liên đứng thừa người ra, thở dài nói. Khốn nạn, rượu vào làm chi để khổ anh thế này? Văn vội xua tay. Cái đó là lỗi tại tôi, vì tôi cứ ép anh ấy uống. Nếu có xảy ra việc gì, thì tôi còn ân hận khổ sở bằng trăm chị kia. Nghe vàng nói thế, Liên bỗng lại lo sợ trở lại. Nhưng liệu có việc gì không anh? Không có gì đâu, chị cứ lên nhà đi và cứ tin lời tôi nói. Mấy lời trấn tĩnh của Văn vẫn không làm yên lòng được Liên. Thấy hai mắt chồng đỏ rực và sưng húp bằng hai ngón chân cái, nàng kinh hoảng ra ghế ngồi bưng mặt khóc rưng rức, nghe tiếng nức nở, minh bèn hỏi vợ. Sao mình lại khóc như thế? Làm phiền lòng ăn lắm đấy nhé. Liền lầu nước mắt, không trả lời, ngồi suy gẫm. Bỗng nàng lại khóc, rên rỉ nói với chồng. <laughs> Hay là vì cái điềm gỡ hôm nọ chăng? Mình cố làm bộ vui vẻ, cười bảo vợ. <cười> mình chỉ tình nhãm, hết điềm nọ đến điềm kia. Liền như không để ý tới lời nói của chàng, nàng nói tiếp hôm nọ mình còn nhớ không anh vàng phàn nàn ở làn đầy hoa này mà mù thì thật đáng tiếc thế mà không biết sao em lại ngu si đần độn khốn nạn đến độ phát ngôn bừa bãi rằng mù cũng không khốn khổ mà vẫn có thể sung sướng được vì tuy không trông thấy sắc đẹp của hoa nhưng mà vẫn ngửi được hương thơm minh lại cười. cười vì thế nên hôm nay anh bị mù phải không em Liên hờn giận, trách chồng. Ô hay, mình cứ nói gỡ mãi thế. Minh cảm thấy vui vui, chàng quyết định treo vợ thêm. Nói gỡ nhưng biết đâu thành sự thật đó. Không thể thành được, mình đừng nói thế nữa, em nghe sợ hãi lắm. Cả hai chợt im lặng, mỗi người có một ý nghĩ riêng tư. Liên vì lúc đó tâm trí nhiễm đầy những sự buồn rầu và đau đớn, nên lại nhớ đến cái chết của mẹ nàng dán mắt vào giường nàng tưởng tượng như trông thấy cái xác gầy còm của bà cụ nàng vội đưa hai tay lên che mặt như cố xua đuổi cái cảnh rùng mình sởn gáy ấy đi còn mình thì khi nghĩ đến tương lai của chàng mới buổi trưa hôm nay còn đẹp đẽ êm đềm phẳng lặng chàng mơ tưởng sẽ cùng vợ sống cuộc đời bình dị hiền hòa không bon chèn đua đòi nhưng cũng không đến nỗi phải thiếu thốn mà bị lệ thuộc vào vật chất tương lai ấy sẽ thành một ảo mộng chăng không thể như vậy được chàng nhủ thầm mình ơi gì đấy mình anh đã đỡ đau anh trông thấy mình rồi liên vui mừng thế à vậy mình không biết liên định nói gì minh lập tức ngắt lời không anh không bị mù đâu em đừng có sợ thực ra mình cố dương mắt nhìn chung quanh sự cố gắng ấy làm cho chàng đau đớn vô cùng để trách nhiệm lời nói của mình liên hỏi thế bây giờ em đang làm gì mình dùng hết sức bình sinh mở mắt nghiêng đầu chăm chú nhìn vợ thì mình đang ngồi trên ghế lấy vạt áo lau nước mắt chứ làm gì nữa liền reo lên hớn hở chạy xuống bếp khoe với văn anh Văn ơi, nhà tôi trông thấy được rồi, nhà tôi trông thấy được rồi, vậy là anh ấy không bị mù đâu. Văn quay lại, nhíu mày. Ai bảo chị rằng anh ấy mù? Chị nói dại dột thôi, nội ngày mai là anh ấy bình phục lại như thường. Thật không anh? Anh đừng nói dối với tôi nhé. Kìa, nước đã sôi rồi kìa. Văn loay hoay, lúa cuốn, chẳng biết làm thế nào mà đem được siêu nước trên bếp xuống chàng chỉ quen dùng ấm đồng có quai mà thôi liên cười, <cười> được rồi anh để đấy cho tôi nàng lấy rơm lót đôi tay ấm bắt ra đặt trên ghế rồi đem lên nhà suốt đêm cả văn lẫn liên vì bận săn sóc minh nên không ai chợp mắt được mãi đến lúc gà trong sớm bắt đầu thi nhau gáy hai người mới biết trời sắp rạc đông còn Minh thì mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay liên gọi nhưng văn dơ hiệu ra ngăn cản để cho Minh được yên giấc. Nửa tiếng sau, ánh sáng mặt trời đã chiếu qua khe cửa, văn thông thả đứng dậy thật khẽ, cáo từ vợ bạn ra về, chàng không quên hẹn sẽ trở lại một chốc với ít thang thuốc cho mình liền đưa văn ra đến cổng nói vài câu cảm tạ nhưng cũng không quên hỏi lại với thái độ lo lắng anh nghĩ liệu nhà tôi có việc gì không không việc gì cả chị cứ tin ở tôi luôn hai hôm minh không ra ngoài vì hai mí mắt chàng tuy bớt sưng nhưng hễ tia ánh mặt trời lọt vào đồng tử thì lại làm cho nước mắt của chàng ràng rụa chảy ra và đau nhức buốt lên tận óc minh có cảm giác như bị những ngọn thương hay những mũi tên bịch sắt xiên đâm vào mắt xuyên qua tận gáy bởi vậy dù vẫn khỏe mạnh mà thành ra vẫn nằm liệt giường đã thế cửa phòng còn phải đóng kín mít như một người mắc bệnh trầm trọng vậy liền phải tạm thời nghỉ việc đi bán hoa lúc nào nàng cũng trầu trực bên chồng để trông nom săn sóc ông lang ba mà nàng mời đến chữa trị cho mình cam đoan với nàng rằng chỉ năm hôm là bệnh minh khỏi hẳn song những lời ủy lạo trấn tĩnh của người thầy thuốc cũng chẳng thể làm giảm bớt được lòng bối rối và nỗi lo sợ của liên còn văn thì không những chàng chẳng tin gì lời thầy lan mà còn lấy làm ái ngại khi thấy ông ta đắp lên mắt bạn mình những tiết lá dòng dành vỏ ra rồi đông lại chàng chỉ chờ cho thầy bước ra ngoài ngưỡng cửa là ném những miếng thuốc mắt qué ấy đi xuống gầm giường, rồi lấy thuốc tay và bông gòn ra rửa cho thật sạch. Chỉ vì chuyện thuốc tay với thuốc ta mà Liên và Văn bao lần giật nhau, Văn tức tối gắt gỏng vì cho rằng Liên chẳng hiểu gì đến phương pháp vệ sinh để cho thầy thuốc đắp những thứ lá quỷ quái lên mắt mình. Khi chàng giảng nghĩa về vi trùng cho Liên nghe, thì nàng chỉ cười vì nàng không tin là trong những chiếc lá dòng dành, mà lại có vi trùng được và nàng cũng không tin là lẽ nào những con vi trùng lại nhỏ đến độ cặp mắt tinh tường của nàng không trông thấy được vả lại nàng nghe ông lang ba dèm pha thuốc tây khiến nàng ghê sợ mỗi lần đến thăm bệnh nhân ông ta dặn nàng cặn kẽ là chớ dùng thuốc tây vì lý do thuốc tây nóng lắm chỉ hợp cho những người tây có máu hàn và ở xứ lạnh chứ không thể dùng để chữa cho người an nam có máu nhiệt và ở xứ nóng được liền tùy không hiểu thế nào là hàn với nhiệt song vẫn phục cho rằng lời thầy nói là đúng lắm sang ngày thứ ba thì bệnh bắt đầu thuyên giảm rồi hai hôm sau hình như minh đã khỏi hẳn dù rằng trong ra ánh sáng vẫn còn thấy hơi chói văng và liền vui mừng khôn kể, nhưng vui mừng nhất phải là ông làng bà, ông giác cao, cái mục kính gọng đồng lên tận trán đưa tay vuốt bộ rau bạc lưa thưa, cất giọng tự đắc bảo liền. Đấy, chị xem, tôi nói năm hôm là khỏi, là ý như rằng năm hôm khỏi, nếu không nghe lời tôi mà đi dùng thuốc tây thì mù rồi còn đâu. Văn nghe thầy Lan nói chỉ mỉm cười vì chàng tin rằng Minh khỏi không phải là nhờ ở thuốc của thầy Lan và sáng hôm nay Minh dục vợ hãy tiếp tục công việc sinh nhai gánh hoa đi bán ngồi một mình trong phòng chàng lấy làm bức rất khó chịu chàng cố gượng lấy sách ra đọc nhưng chỉ được vài dòng chàng đã thấy hoa cả mắt cảm tưởng như những hàng chữ đen nhảy múa lộn xộn trên trang giấy trắng gấp sách lại mình lấy kính râm ra đeo đây là cái kính văn mua biếu chàng hôm trước chàng thông thả ra vườn dạo chơi cho khuây khỏa dưới cặp kính râm màu tro mọi vật như nhượng màu sắc xám như bị bao trùm bởi một làn sương mù ảm đạm những hoa leo đỏ tươi trong tựa như mớ hoa giả khô héo làm bằng giấy màu tím màu trắng mát của hoa huệ rung rinh trên cuốn cao và mềm bỗng trở nên hung hung cứng ngắc ủ rũ dưới ánh nắng vàng úa của mặt trời buổi sáng sớm sắc thắm của hoa hồng quế trông chẳng khác gì rặng hoa đen mọc lè xè trên mặt đất màu chì xám rồi mình thấy nhà cửa vườn cây cho đến trời đất đều quay tích thật màu chàng kêu rú lên một tiếng loạn choạng suýt ngã nếu không nhờ vớ trúng được thân cây hoàng lan mình ôm ghì lấy thân cây cúi xuống thở hồng hộc rời rạc cả tay chân Ông hoạt hoảng hốt, vứt cuốc chạy lại đỡ chàng, rồi nhặt kính rơi dưới đất đeo vào mắt cho chàng, rồi đưa chàng vào giường nằm nghỉ. Nhìn đến đình màng, mình chợt trông thấy hiện ra cái vòng đen càng lúc càng lớn dần, rồi một cái vòng từ từ biến thành hai. Quá sợ hãi, Minh ngồi nhẫm dậy đưa hai tay dụi mắt vì chàng tưởng như có gì bám chặt lấy con người khiến chàng không trông rõ được nhưng mắt chàng vẫn ráo hoảnh mà cái khoảng đen tròn ở trước mắt vẫn sừng sững như đến ám ảnh chàng lúc thì rộng loang ra lúc thì thu nhỏ lại lúc quay tích lúc im phăng phát mình cuốn lên nhắm nghiêng mắt lại cố tìm cách thoát khỏi cái vòng hắc ám đang bao phủ quanh chàng như muốn nhốt chàng vào ngục tối lạ thay cái vòng đen chợt như biến đi đâu mất khiến mắt minh như dịu lại và chàng cảm thấy dễ chịu hơn nghĩ đến vợ và bạn đã tận tâm tận lực chăm sóc cho mình mấy hôm liên tiếp mình mơ mơ màng màng tưởng như cả hai người thân yêu đó đang đứng ngắm chàng mỉm cười mình mở choàng hai mắt ra thì hình ảnh hai người lại biến thành hai cái khoảng tròn đen sừng sững nguyên chỗ cũ chàng kinh hãi vô cùng chẳng khác nào như người bị ma ám nhìn kỹ mình thấy như có một cặp mắt đỏ ngầu và một cái mồm thật rộng hiện ra trong cái vòng đen ấy chàng lại kêu rú lên vội vàng nhắm mắt lại mình ơi em đã về nghe tiếng vợ mình thấy an toàn đỡ sợ đỡ khổ chàng thông thả mở mắt đăm đăm nhìn rồi hỏi mình đứng đâu mình đứng đâu đấy liên bật cười, <cười> Mình khéo giả vờ lắm, em đứng ngay trước mắt mà còn ốm ờ hỏi. Không mà, anh đâu có ốm ờ đâu. Anh không trông thấy mình thật. Có lẽ tại mình đứng trong cái vòng đen của anh. Liên cho là chồng nói bông đùa, nàng cười lên khanh khách. <laughs> cái vòng đen ấy, mình vẽ từ bao giờ vậy? Mình không trả lời vợ, chàng nghiêng đầu liếc mắt, nhìn ra nhìn trước mặt rồi tươi cười nói anh nhìn thấy mình rồi liên vẫn ngắm chồng cười ngặt nghẽo <laughs> mình biến thành loài gà đấy à mình ngờ ngác không hiểu liên lại nói tiếp trong mình nghiêng đầu y hệt như con gà mái nhìn hạt thóc rơi thấy chồng vẫn yên lặng nét mặt nghiêm nghị liên bỗng im bặt vì linh cảm có chuyện gì không ổn với vẻ lo lắng nàng khẽ hỏi mình làm sao vậy lạ lắm mình ạ à. mắt anh thì không đau đến một tí nào nữa mà anh nhìn cứ thấy có cái gì vươn vươn đó là tại mình mới khỏi vài hôm nữa thì sẽ trở lại bình thường thôi không có việc gì đâu mình ạ à. nghe vợ nói cũng có lý mình đỡ lo chàng dịu dàng bảo vợ mình cho anh mượn cái gươn một tí đi liên ra tường lấy cái gương hình chữ nhật đưa cho chồng mình giơ tay quờ quạng chẳng khác thầy bói khiến cho liên vừa lo sợ vừa buồn cười mình soi gương nói với vợ anh không trông thấy hình anh ở trong gương mình ạ à. tại tối quá đấy thôi liên bèn mở rộng cánh cửa ánh sáng ở ngoài như chảy ùa vào trong gian buồn tối mình ạ à, anh vẫn không nhìn thấy hình anh, ngay cả cái gương đang cầm ở trên tay anh cũng chẳng thấy nó nữa. Liên thầm than khổ, nàng cố tìm lời để trấn an chồng mà mãi vẫn chưa nghĩ ra được câu gì, Minh lại nói tiếp: "Thế mà mình đứng cạnh anh thì anh nhìn thấy rõ lắm, có lẽ vì mình không ở trong cái vòng đen, bây giờ anh chỉ còn nhìn thấu có mỗi một cái thôi mình ạ." À một cái gì hả mình? một cái vòng đen. có lúc anh thấy những hai cái. liên nghe chồng nói, càng lúc càng kinh hãi, trong khi minh vẫn hí hoái, cầm gương lệch sang một bên. à, anh chồng thấy hình anh rồi. nghe chồng reo, liên mừng rỡ, nhưng khó nín được cười. mình làm như bắt được vàng không bằng. ngẫm nghĩ một lúc. Mình hỏi bâng quơ Mình nghĩ liệu có sao không? Liên thương hại Cố an ủi chồng Có việc gì đâu Mình đừng nghĩ lẫn thẫn nữa Sao mình biết là không việc gì? Như thế thì có gì là lạ đâu Ai mới khỏi đau mắt cũng vậy mà Trong tích tắc Liên chợt nghĩ được một cách Nàng cố bịa ra một chuyện Nhằm mục đích để cho Minh yên lòng Ngày xưa khi em còn bé Có một lần cũng bị đau mắt suốt hai tháng Lúc mới khỏi em cũng gặp những triệu chứng như anh Minh mừng rỡ Thật hả Minh? Lại trả thật với không thật Thế thoạt tiên em có thấy ánh sáng nhảy múa không? Chẳng chút ngần ngừ liền đáp ngay Phải đấy em cũng thấy ánh sáng quay tiếp như trong chóng vậy rồi thì mình thấy cái vòng đen tròn phải không Điền đáp ngay bằng một giọng quả quyết chính thế có lúc một cái rồi có lúc lại biến thành cái thứ hai và mọi vật đều biến thành hai cả chẳng hạn như có lúc anh trông thấy mình hóa hai người mà anh sợ không dám nói cho mình biết phải thế không liền tươi cười. cười chứ còn gì nữa mình nhưng rồi chỉ giam ba hôm là em khỏi hẳn. Thế thì may quá. Bây giờ thì mình đi ăn cơm vì em đói lắm. Kìa, hay quá, ông Hoạt dọn cơm lên rồi. Liên Minh cùng ông Hoạt ngồi vào bàn cùng nhau dùng bữa. Trong khi ăn, thấy Minh cứ phải nghiêng đầu mới gấp được thức ăn. Liên lấy làm ái ngại bảo chồng. Để em gấp giúp mình cho minh cười bảo vợ anh lại nhớ tới khi còn bé khi ngồi ăn cơm với mẹ cũng thường được mẹ gấp thức ăn cho anh như thế cả ba người cùng cười rộ lên thật vui vẻ cơm nước xong liên thúc dục minh đi nghỉ bầu không khí yên lặng buổi trưa nơi thôn giả có ai ngờ đâu đang bao bọc những sự rạo rực của tâm hồn Hết chương 3. Đọc truyện xưa xin được tạm dừng ở đây. Mến chúc các bạn một đêm yên lành.